Hiện tại, dòng xe Toyota Corolla Cross đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm xả hàng sản xuất năm 2022 để chuẩn bị đón các phiên bản mới sản xuất năm nay. Mức ưu đãi được nhiều đơn vị bán hàng thông báo lên tới 100 triệu nhưng tùy phiên bản. Theo đó, tư vấn bán hàng của một đại lý thuộc khu vực Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết phiên bản V của Toyota Corolla Cross sản xuất năm 2022 đang được giảm giá trực tiếp 85 triệu và tặng thêm phụ kiện, trong khi đó Phiên bản G được người này thông báo đã hết hàng và chờ lô xe mới của năm nay, trong khi bản HV không được giảm giá quá nhiều. Các xe mới VIN 2023 dự kiến cũng sớm về đại lý trong tuần tới, nhưng mức giảm giá sẽ chỉ vài triệu đồng. Một tư vấn bán hàng khác tại khu vực Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết Toyota Corolla Cross về giảm tới 80 triệu và có quà tặng phụ kiện. Đây là bản cũ tồn từ năm 2022 với giá đề xuất vẫn là 846 triệu chưa nâng lên 860 triệu như bây giờ trong khi bản V nâng cấp giá 860 triệu sẽ được giảm giá 60 triệu và kèm phụ kiện. Trong khi đó, Toyota Việt Nam cũng đã tung ra ưu đãi cho Corolla Cross trong tháng 4. Cụ thể, khách hàng mua xe Toyota Corolla Cross VIN 2022 thuộc hai phiên bản G và V sẽ được nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với mức lần lượt là 38 triệu và 44 triệu, gộp lại ức giảm cả đại lý, và hãng Toyota mẫu SUV này có mức giảm trên 100 triệu hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Toyota Corolla Cross vẫn đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng ô tô Nhật Bản, nhiều năm nay. Trong tháng 3 vừa qua, xe đạt doanh số 1.465 chiếc, dẫn đầu phân khúc SUV đô thị, và nằm trong top 3 ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Corolla Cross hiện được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và phân phối tại thị trường trong nước với 3 phiên bản là bản G có giá 755 triệu bản V có giá 860 triệu và và bản HV có giá 955 triệu sau 2 lần tăng giá từ khi ra mắt. Xe được trang bị hai tùy chọn hệ thống động lực, động cơ xăng 1.8 lít 4 xi lanh với công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm kết hợp số tự động vô cấp hoặc hệ thống hybrid gồm động cơ xăng 1.8 lít kèm motor điện với công suất 97 mã lực và 72 mã lực và mô men xoắn 305 Nm kết hợp hộp số tự động vô cấp. Phiên bản V và HV sở hữu hệ thống hỗ trợ lái Toyota Safety Sense, hiện đại với nhiều tính năng an toàn tích hợp.